Chủ tịch tỉnh Gia Lai Trương Hải Long làm thứ trưởng Bộ Nội vụ. Đồng chí Trương Hải Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 đến 2026 được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Nội vụ thời hạn 5 năm. Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định 467 về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trương Hải Long giữ chức thứ trưởng Bộ Nội vụ. Đồng chí Trương Hải Long Sinh ngày 18 tháng 4 năm 1976. Quê quán: xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ngày vào Đảng: 31 tháng 3 năm 2004, ngày chính thức: 31 tháng 3 năm 2005. Trình độ được đào tạo: Cử nhân Anh văn, Thạc sĩ luật. Cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước. Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Nguyên là Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Đồng chí cũng có một thời gian từng là ủy viên ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. Tóm tắt quá trình công tác. Những năm 2000, sau khi tốt nghiệp đại học, đồng chí Trương Hải Long được tuyển vào ban tổ chức cán bộ chính phủ làm chuyên viên. Ngày 17 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân bổ nhiệm đồng chí làm vụ trưởng vụ công chức viên chức, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 24 tháng 6 năm 2021, đồng chí Trương Hải Long được Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ở Bộ Nội vụ, đồng chí được phân công giúp Bộ trưởng Phạm Thị Thanh trà phụ trách các lĩnh vực gồm công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, công tác thanh niên, công tác thông tin tuyên truyền. Đồng chí cũng phụ trách các đơn vị, cơ quan của bộ gồm vụ công chức viên chức và trực tiếp điều hành vụ này cho đến khi có vụ trưởng mới được bổ nhiệm vào tháng 2 năm 2022. Phụ trách vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, vụ công tác thanh niên, trung tâm thông tin, tạp chí tổ chức nhà nước. Bên cạnh đó, ông cũng được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Ngày 12 tháng 9 năm 2022, Đồng chí Trương Hải Long được Ban Bí thư Ban Trung ương Đảng điều tới tỉnh Gia Lai, chỉ định vào Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy, nhậm chức phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 19 tháng 9 năm 2022, tại kỳ họp thứ 7. Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã bầu đồng chí Trương Hải Long Phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định 467 về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trương Hải Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.